Xin chào mọi người, lại là em Thành đây. Hôm nay em ra Côn Đảo thì sau khi tắm rửa ăn uống xong buổi tối, cháu nó đưa đi dạo ở trên Côn Đảo. Do là cái địa lý mới đến mình chưa biết là như thế nào nên xin phép là sẽ chỉ quay video và lồng nhạc vào để cho mọi người cùng nghe cho nó vui, chứ nó bây giờ giới thiệu mà không biết thì nó cũng trở thành rất chỉ là buồn cười. Đấy, còn sau đó thì sẽ làm tiếp video vào những ban ngày ạ. Thank you.
Thị xuân lâm lây sẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ em đi bộ cũng mỏi chân lắm rồi. Xin phép được dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em ạ. Xin chào.